Quỳnh Nga là ai? Nổi lên từ bộ phim Lập Trình Trái Tim, nhưng Quỳnh Nga không phải là một diễn viên thực thụ, mà cô nàng nắm vai trò là một ca sĩ ngoài đời thật với những bản nhạc quen thuộc của thế hệ 9X như Ngàn Lần Khắc Tên Em, Lời Hứa Mùa Đông, Con Đường Tuyết. Mới đây, cá sấu chúa Quỳnh Nga quay trở lại showbiz với hình tượng xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Cô góp mặt trong dự án phim Về Nhà Đi Con với vai Nhã, người yêu cũ của Vũ Quốc Trường. Tên thật Phạm Thị Quỳnh Nga, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1988, cung Hoàng Đạo, Cự Giải, quê quán Hà Nội. Bộ phim tham gia Về Nhà Đi Con, Lập Trình Trái Tim, Cao Hơn Bầu Trời, v.v. Bài hát nổi bật Tình Yêu Không Đắn Đo, Hình Bóng Của Mây, Gió Đông Ấm Áp, Lời Hứa Mùa Đông, Ngàn Lần Khắc Tên Em. Cá sấu chúa Quỳnh Nga với một vai diễn để đời cùng chặng đường âm nhạc đầy tai tiếng. Quỳnh Nga là một cô gái xinh đẹp, hát hay và diễn khá nhập vai. Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng sớm nở chóng tàn theo thời gian. Được thiên phú cho chất giọng tốt cùng ngoại hình ưa nhìn, Quỳnh Nga trở thành một hot girl Hà Thành được nhiều người yêu mến. Cô từng gia nhập vào nhóm nhạc Doremi. Nhưng khi trở thành ca sĩ solo thì con đường âm nhạc của cô trở nên rộng mở hơn. Ngoài ca hát, Quỳnh Nga còn tham gia diễn xuất. Bộ phim cô đóng chính trong Lập Trình Trái Tim rất thành công. Từ đó đã giúp nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn. Trong phim, cô được đặt tên cho biệt danh là Cá Sấu Chúa. Cái tên này cho đến hiện tại vẫn đi theo nữ ca sĩ. Nhắc đến Cá Sấu Chúa, người ta sẽ nghĩ ngay đến Quỳnh Nga và ngược lại. Nhưng sau sự nổi danh từ bộ phim Ăn Khách này, nữ ca sĩ không chọn tiến xa hơn vào sự nghiệp diễn, mà cô quay lại với con đường ca hát và có sự chăm chút hơn. Những tưởng bước đi này của Quỳnh Nga sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng không, cô nàng lại nhận về một cái kết không mấy khả quan khi sự nghiệp âm nhạc ngày càng mờ nhạt. Thậm chí nhiều người còn nhận xét rằng cô đã đầu tư sai đường. Các bài hát của Quỳnh Nga từng kết hợp với nam ca sĩ Khánh Phương gây được sự chú ý ít ỏi. Sau đó thì không mấy mặn mà như Gió Đông Ấm Áp, Quá Khứ Không Thể Quên, Xoa Dịu Trái Tim Em, v.v. Năm 2011, dư luận xôn xao hình ảnh từ clip 45 giây ghi lại cảnh Quỳnh Nga hát nhép bài Người Tình Mùa Đông. Đây có thể xem là một tình huống muối mặt của nữ ca sĩ. Trong khi cô làm remix vì diễn quá sung, thì âm nhạc và lời ca vẫn đang vang lên sôi động. Khiến dư luận không thôi chỉ trích cô, số đông còn chê bai nữ ca sĩ không đủ thực lực và đòi tẩy chay Quỳnh Nga. Không lâu sau, cô bị tố xài chùa ca khúc độc quyền của ca sĩ Bảo Thy, càng khiến công chúng quay lưng lại với nữ ca sĩ. Nhưng đứng trước sóng gió, Quỳnh Nga vẫn lựa chọn theo đuổi đam mê âm nhạc với những dự án của mình. Tuy nhiên, tại thời điểm này, với một làn sóng nhạc trẻ với những gương mặt mới tài năng hơn và nổi bật hơn, đã thu hút số đông người yêu âm nhạc bắt trend theo. Vì vậy, những bài hát của Quỳnh Nga không gây được tiếng vang và dần trở nên nhạt nhòa hơn. Kể từ đó, nàng cá sấu chúa ít ra bài hát mới và có thời gian im hơi lặng tiếng giữa thị trường âm nhạc. Nhiều người nói rằng cô tập trung cho việc kinh doanh và xây dựng tổ ấm của mình. Thế nhưng, việc chia tay với người chồng siêu mẫu khiến Quỳnh Nga quyết định quay trở lại showbiz để kiếm tiền nuôi sống bản thân và ấp ủ dự định ca hát. Mới đây, Quỳnh Nga góp mặt trong dự án phim quốc dân Về Nhà Đi Con. Cô vào vai Tiểu Tam hứa hẹn gây sóng gió cho gia đình anh Thư, Vũ. Sự xuất hiện này của nàng cá sấu chúa sẽ gây nên biến động không nhỏ, cũng có thể là thử thách giúp cho tình cảnh của cặp đôi chính trở nên cao trào hơn. Quỳnh Nga xinh đẹp đa tài nhưng lận đận tình duyên. Nữ ca sĩ Hà Thành được chú ý về sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thì không nhiều, nhưng ồn ào xoay quanh nàng cá sấu chúa là những lùm xùm tình cảm khiến cô nhận không ít gạch đá. Năm 2010, cô bị đồn cặp kè với một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình. Sự việc này lại một lần nữa làm hình ảnh của cô xấu đi trong mắt công chúng. Nhưng bên cạnh đó, là một người xinh đẹp, nhà có điều kiện, Quỳnh Nga cũng vắt vai không ít mối tình. Cô từng yêu nhiều người nổi tiếng như blogger Mitali, Khánh Phương. Cuộc tình với Khánh Phương cũng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Họ yêu nhau sâu đậm và có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng rồi lại đứt gánh giữa đường. Bây giờ khi nhắc về nhau, cả hai đều dành những lời lẽ tốt đẹp cho đối phương.
Sau đó, Quỳnh Nga gặp và yêu Doãn Tuấn. Họ tiến tới hôn nhân trong một đám cưới hoành tráng tổ chức tại nhà hàng 5 sao. Có thể thấy, sau khi kết hôn, nữ ca sĩ hay cập nhật hình ảnh hạnh phúc vui vẻ của mình cùng với người chồng của mình. Cặp đôi còn cùng nhau đi dự sự kiện, xuất hiện như hình với bóng ở nhiều nơi. Nhưng khoảng thời gian 2 năm đổ lại đây, mọi hoạt động thông tin tương tác giữa Doãn Tuấn và Quỳnh Nga càng hiếm. Mới đây, cô đã chính thức lên tiếng trả lời những thắc mắc của dư luận rằng mình đã ly hôn chồng, nữ ca sĩ nhận trách nhiệm nuôi con và dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn. Quỳnh Nga của bây giờ là một bà mẹ điềm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô hiện đang kinh doanh, đi diễn và có những hoạt động quay trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Diễn viên Quỳnh Nga, cuộc sống hiện tại như thế nào? Khi trải qua một biến cố lớn về gia đình, thời điểm này tôi vui và hạnh phúc về sự độc lập, tự do của mình. 10 năm chìm đắm vào yêu đương, tôi thấy lãng phí vì tôi không biết cách vừa yêu vừa làm mà chỉ mãi yêu thôi. Giờ tôi không yêu nữa nên tập trung cho công việc, học tập, bạn bè. Thời điểm bây giờ, việc quan trọng nhất không phải là tìm cho mình một người nào đó ở bên cạnh, mà là cảm xúc của mình sẽ như thế nào nếu ở bên một ai đó. Mình có thực sự hạnh phúc không? Cô chia sẻ. Hiện tại, về chuyện tình cảm, Quỳnh Nga vướng tin đồn hẹn hò với Việt Anh, song lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết trong nghề.